Dạ con chào sư. Dạ. Dạ sư, cái video hồi tối hôm qua sư thì Dạ. cũng có một hai ba người gì đó thì nói con cố tình mà con chia sẻ cái video đó thì có số từ nó cũng hơi tế nhị á. Dạ. Đó thì con cũng không biết như thế nào thôi, thì con nhờ sư nói về cái video ngày hôm qua cho một vài người mà chưa có hiểu về cái video đó. Tại con thì con không có mà xài điện thoại, hay là con không có, nói chung là con không có mà liên hệ gì tới cái vấn đề mà mạng hay là truyền thông gì hết. Ai họ đăng họ nói cái gì thì con cũng đâu có biết. Nhưng mà hồi hôm qua vấn đề mà con cũng dời cốc đó, con dời rồi bắt đầu cái có người nói con á, sao đâu đâu có xài dao cộ gì đâu mà sao mà tự nhiên mà dời cốc, có con dao nằm ở đó. Thì bắt đầu với con mới nói có người quay đăng lên nói vậy đó, mấy người kia mới nói quay đăng lên xong rồi như vậy rồi bỏ như vậy rồi quay rồi đăng lên như vậy. Rồi con mới lúc đó trời mưa rồi con đứng bên kia con không có về đây á, rồi con mới chia sẻ để cho người ta một hai câu như vậy cho người ta hiểu, để mất công người người này người kia họ thà con trốn luôn, con trốn trong một cái nghĩa địa nào đó rồi con trốn con không lên mạng nữa. Nhưng mà lên mạng thì con nói cái gì phải đúng sự thật. Họ nói con như vậy, họ nói đi mà dọn mà còn bỏ dao bỏ đồ như vậy, họ nói không đúng sự thật á. Thì lúc đó sanh ra con cảm thấy là mình như thế kỳ kỳ lắm. Con không hiểu như thế nào, nhưng mà con sẽ không có chia sẻ vấn đề đó nữa. Con chỉ nói một lần thôi, con bỏ, con không chia sẻ vấn đề nữa. Nhưng mà cái vấn đề thì con hôm qua mưa thì con cũng có là chia sẻ cho chú chút xíu vậy thôi. Thì chú ấy lên để cho người ta hiểu rằng không phải là vấn đề như vậy như vậy. Cái con tu mà con xài dao xài đồ hay là này kia, chứ con chỉ muốn là cô chú hiểu như vậy thôi. Cái hạnh mình tu mà chú nghĩ đi, nếu mà cái con dao dao đó của mình là người khác họ nói là mình xài dao vậy, từ hồi trước giờ con tu mà con đem dao ra làm cái gì? Con ở nhà quan nghĩa địa có mình con sống những lúc có mình con à, họ đâu có gần con đâu mà họ biết con sống như thế nào, mà con thủ làm cái gì? Chú thấy cái cây vệ sườn hôm nay của con nó lòi ra không? Cây xương đòn lòi nó nguyên cái nó hang cua ra nó lòi luôn. ra nó lòi ra tới như vậy đó, là cũng chứng tỏ là con chỉ lo mà nỗ lực để con học tập thôi, chứ không phải là con đi đi cái hạnh này ra mà để mà xác thực kiếm cái đồ ăn thức uống ngon tốt hay là cái này kia để mà nuôi thân mình, hay là mình đi ra để cho người ta ấy cái này cái kia đâu. Con chỉ mong là con đi ra để cho cô chú được vui vẻ và mọi người con cầu mong cho họ hạnh phúc, bởi vì họ hạnh phúc họ mới nhớ đến mình, thì chỉ có như vậy thôi. Thì con cầu mong mọi người đều hạnh phúc và tốt đẹp, cho nên con đi cái hạnh này con chỉ mong cái giữ vững cái hạnh của mình và cầu chúc cho mọi người tốt đẹp. Con cũng muốn mình cũng là không có mà lên mạng nữa, tại vì con lên mạng rồi nhiều khi sợ hỏi này kia, bây giờ con cũng không có biết cái gì cả, con tu con chưa có biết cái gì hết, nếu con nói tầm bậy tầm bạ thì khổ cho con, không phải là khổ cho con mà là khổ cho mà là phụ lòng những người đã họ đã từng mến mình đó, họ tin tưởng mình rồi, những cái lời nói trước đó của mình nói rằng à, mình sẽ tu là mình nấy được lắm, rồi mình như vậy thì mình đã phụ lòng của người ta, thì bắt đầu mình nói chung thì tội lỗi lắm mình. Hồi sáng em Việt nó có gọi cho con, gọi cho con là hỏi sư có đi chưa, để gặp sư. Thì hồi sáng thấy con thấy em Việt đứng nói chuyện với sư một hồi. Con nói với họ là thôi chú mai mốt, tại vì con kêu ông bằng chú không à, con ai cũng vậy, thôi chú để cho con học tập thời gian đi, chứ bây giờ quay như thế rồi con không biết cái gì cả, con lỡ con tầm bậy tầm bạ rồi, hay là con nói tầm bậy tầm bạ rồi con cái câu nào con không biết con nói thì khổ cho con. Chứ bây giờ con học tập cái hạnh này con nói thì mang tiếng không phải là mang tiếng con, mang tiếng cái người đi cái hạnh này à, người ta nói rằng ông đó ông học tập cái hạnh đó mà ông ra ông làm như vậy ông mang tiếng ông bôi nhọ con, mang tiếng cả đời của con họ đâu có hiểu đâu, con mang tiếng luôn trong lịch sử, con mang tiếng vô cái đời sau của con không chừng. Ví dụ như con nói chú Nam nè, bây giờ con học tập cái này nhưng mà con làm sai cái hạnh của mình, con sống sai với lực của mình đi, nó rồi bắt đầu đòn ra đi một cái hay là cái này cái kia
thì con mang tiếng, con nói chung con mượn, con lợi dụng mà cái hạnh này để mà con trục lợi á. Dạ. Con lợi dụng cái hạnh này để con trục lợi cho bản thân của mình, để cho người khác họ 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 tôn sùng hay là họ cúng dường mình cái này cái kia nó, thì con sợ như vậy, cho nên con mới là muốn là mình học tập như thế nào mình giữ cho đúng cái giới hạnh giới lực của mình. Dạ. Chứ bây giờ có gì rồi con ấy là mình mang tiếng sau này, rồi bây giờ cho dù con nói mà không mang tiếng thì thôi, mang tiếng rồi thì nó không có xóa được đâu. Dạ. Mang tiếng rồi cũng như là giấy mà viết mực vô rồi thì có ngâm nước đi chăng nữa thì cái mực nó chỉ càng rõ thêm thôi, chứ nó cái mực nó không có tan biến được đâu. Dạ. Mình không có rửa được đâu, cho nên. Dạ. Thì con ráng sao mà giữ gìn trước khi tờ giấy nó còn trắng thì mình để cho nó hơi trắng chút. Dạ. Thà nó có thể dính bụi mình thổi cho nó bay, chứ con không có để cho mà nó dính mực được. Con. Dạ. Phải cố gắng đó chú Nam. Thì thôi trong thời gian vừa qua sư thì cũng sư thấy cũng khá là lằng đằng thôi, mình cứ quan hệ hết tất cả, mình đừng có phiền não để mình cố gắng mà mình tu tập hết sức. Yeah. Cũng, thì cũng có một số khán giả thì cô chú thì cũng có nhờ con chuyển lời trong bình luận á. Yeah. Thì nói với sư là thôi mình cứ quan hệ thì mình tu như vậy thì ở trên á người ta sẽ nhìn thấy được mình như thế nào. Yeah. Còn ở người đời thì thôi mình đừng có bận tâm tới, mình sẽ bị phiền não. Ơn trên thấy được, nhưng mà con nói con thì con có một cái rất là ấy, con. Dạ. Có một cái là con hay nói với mình vậy đó, thì con nói vậy thí dụ nhiều khi không có ai hết á thì cái tự tâm mình có quyền mình nói mà con. Dạ. Đâu có nói mà con tuyên truyền cái cho ai tin đâu. Dạ. Con nói lần riêng con thì lâu lâu một mình con hay nói vậy đó. Nếu mà chư thiên chư đồ hay là này kia rồi đó. Yeah. Thì nói chung là ấy có gia hộ cho con thì cũng gia hộ cho nó nhiều chút xíu đặng cho con ấy, chứ Nam Mô Di Đà Phật cái. Yeah. Thời mà con nói thiệt, cái thời mà sư phụ đi á. Yeah. Là ớt mới có xanh nè, nó chưa có chín, nó chưa có cay. Yeah. Còn cái thời này ớt nó chín rồi, nó cay quá cho nên là con đi nó hơi cay đó. Yeah. Cho nên thì con bây giờ con chỉ cố gắng mình bước, nhưng mà con mấy là vì mục đích đó cho nên con mới ở vòng vòng ở cái mà khu, con không có đi ra khỏi xa quá mà đi xa thì không được. Yeah. Cho nên con phải là đi vòng vòng như thế, rồi con cũng dời tới dời lui như con dời em kia rồi con dời ở đây. Yeah. Thì trong thời gian vừa rồi á sư, sư đi khắc thực á. Yeah. Thì trong cái quá trình mà sư đi vừa khắc thực vừa học tập, sư cảm thấy như thế nào sư? Con vừa khắc thực vừa học tập thì nó. Yeah. Vẫn tốt đẹp và hạnh phúc lắm. Nhưng. Yeah. Mà có nhiều vấn đề con không buồn cái gì hết. Yeah. Con nói chung là con cũng đã không còn cái gì mà để cho mình dao động hết á. Yeah. Cái mà cái buồn là cái mà mình sợ mình không giữ đúng cái giới hạnh của mình. Yeah. Cái buồn là mình sợ mình buông ra cái lời nói làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác họ mà sầu lo đó. Yeah. Cái đó mới là cái đáng ngại thôi, cùng mấy cái khác thì thật ra không có cái gì. Yeah. Thì như con, theo con cũng cảm nhận được một điều như thế này, về sư á thì con cũng không có tiếp xúc thường xuyên. Yeah. Nhưng mà lâu lâu thì con cũng qua thăm sư một vài hôm xong rồi con lại đi, nhưng mà con có cái cảm nhận là giống như là mỗi sự việc á, nếu mà sư riêng về sư nha, sư khi mà sư trải lòng ra thì sư sẽ nó con, theo con thấy là sư rất là thoải mái khi mà mình được trải lòng ra về những cái câu chuyện đó. Yeah. Thì sư sẽ không bị phiền não đó, thì theo cảm nhận của con là như vậy, không biết có đúng hay không. Cái phiền não thật ra con không có phiền não. Yeah. Nhưng mà hồi tối chú nghe những cái lúc mà con chia sẻ như vậy. Yeah. Nhưng mà con vẫn gọi lộn tên chú là chú Việt rồi à. Yeah. Con vẫn kêu tên chú Nam, nhiều khi con mở miệng con kêu tên chú Việt. Yeah. Cái đó cũng có thể là chứng tỏ là con đã, tâm của con nó không có phân biệt. Yeah. Và nó lúc nào cũng là nó chỉ như vậy thôi, con không có phân biệt hay là con không có suy nghĩ cái người đó. Nhưng mà có một cái họ đăng như vậy không có đúng sự thật. Yeah. Là, nhưng mà cho nên thì con mới nói là mai mốt đừng có trường hợp đó. Ví dụ bây giờ trường hợp nó như vậy, mai mốt trường hợp khác nữa. Đã bây giờ cái thời này như hồi nãy con có giải thích đó. Yeah. Cái thời sư phụ đi trái ớt nó mới có xanh thôi, còn thời này trái ớt nó chín nó cay rồi. Cho nên con đi ra rất là khó khăn. Yeah. Và cái khó khăn này chỉ con biết thôi, con học tập thôi, con không có nói ai được cả.
Thì qua những cái câu chuyện của về sư thì tất cả bà con cô bác theo như Nam cảm nhận thì đều rất là thương sư và quý sư rất là nhiều. Khi mà những cái video mà mọi người mà chia sẻ về sư thì ai ai cũng đều đồng quan điểm và thương sư hết. Tại vì con có một cái con nói thật ra, nếu mà coi kỹ thì thấy con nói thì con nói những cái lời mà ở hiện tại đấy, không cái gì nó có thật thì con nói thôi. Yeah. Con mà người tu không có nói dối, nói dối là phạm giới rồi. Yeah. Cho nên con nói cái gì con áp dụng vô cái nào thực tế thì con nói những cái điều gì thật thôi. Ví dụ như hồi hôm qua hôm kia là con dời cái này ở đây thì cũng có mấy chú ở đây vòng vòng đây phụ với chú có lợi, cũng xế của chú lợi đó. Dạ. Chú cũng có đóng phụ con mấy cây này. Thì rồi dời ra đây thì con cũng trong từ trong kia ra đây thì nó cũng chỉ có mới có một phút thôi à. Dạ. Nó cũng không có xa cái gì. Nhưng mà bữa nay thì chắc con nói chuyện rồi con sẽ ấy cái này tiếp tục. Còn lại đi tiếp tục á. Con giờ này con kiếm chỗ khác tiếp tục. Dạ. Sư nhưng mà con không có lọt ra khỏi vòng vòng khỏi cái khu vực này 10 mét vuông ở khu vực này đâu, 10 cây số vuông á. Dạ. Ở khu vực này. Nói chung là sư cũng cũng vòng vòng ở đây. Cái này thì nó sập xuống được là nó ban đêm thì nó cũng đỡ mưa. Dạ. Tại vì ở trong nhưng mà chú Nam làm á, nhưng mà làm cái giày thì nó cũng là hơi là giới lực thì cũng hơi ảnh hưởng tới giới lực rồi đó. Nhưng mà tại vì trong cái giới lực không có cho mình tự ý mà làm bự cái chỗ ở. Nhưng mà có một cái mà có mà người mà cũng như là làm cho mình á. Yeah. Thì nó khác, có người làm cho mình thì nó hơi bự xíu cũng đỡ. Còn mà nếu mà không có người làm cho mình mà tự mình cất á. Yeah. Mà tự mình cất bự như thế này là mình như là nó phạm giới rồi đấy. Không, mà ở này bữa đó chú Tám với chú Tám trai chú Tám có cư chiều của chú vô đó. À, có ăn, chứ đâu có sư đâu có ấy gì đâu. Yeah. Con thì con với chú Tám hai người làm, nhưng mà con với chú Tám vừa làm mà hai người thì lùng. Yeah. Mà đóng cái này kiểu thế nó cao á, con làm xong con cũng mắc cười hoài, hai người lùng tẹt à. Yeah. Mà làm mà đâu có ghế đâu, mà làm bắt đầu nó cao quá đi. Thí dụ mà cái cây nó cao quá mình đóng mà mình cuột cái dây không tới đó. Yeah. Bắt đầu cái hơi giả bộ ngồi xuống nói chuyện chút xíu, suy nghĩ hơi này cũng như mình ngán á, cuột. Yeah. Nó ngán á, này thôi để nó chút xíu từ từ cuột. Rồi bắt đầu cái mình mới lấy ấy rồi bắt lên từ từ, cao lắm đó, cái đó nó cao con chú, cuột nhiều khi không tới luôn. Yeah. Nhưng mà nhà cái miếng này nè, lót cái miếng này lấy cái cây để lên mới nó mới đứng tới. Nhưng mà còn cái nữa, nếu mà con mà sử dụng một cái bát thần của con ụp xuống cái con đứng lên là nó tới liền á, như vậy thôi. Trường hợp bát rất dĩ. Dạ. Còn cái bát này nó tắt máy nè. Sư có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề mà mình đi khắc thực như thế nào không sư? Khắc thực thì mình đi thì nó bình thường thì cái chuyện mình đi khắc thực. Yeah. Nhưng mà như chú nói nó gần gần chút xíu đi. Là con chưa hiểu giống như là cái ý nghĩa sâu về cái phần khắc thực là như thế nào, là đúng theo cái dòng giới lực á. Thì con, theo con nhưng hiểu. Mà trong 100 giới chúng học á. Yeah. Thì con học được ở trong đó thì mình đi khắc thực á, thì mình nên khi mà mình bước tới con coi ở trong đường sương mây trắng. Yeah. Là khi mà ngài Đại Ca Diếp á. Yeah. Là lúc đó là ngài theo mà Thế Tôn. Yeah. Ngài theo Thế Tôn xong rồi ngài quy y theo Thế Tôn rồi bắt đầu 500 vị mà theo ngài Đại Ca Diếp quay về theo Thế Tôn hết. Yeah. Rồi xong bắt đầu lúc đó rồi bắt đầu cái mấy ngài Đại Ca Diếp á là bắt đầu mấy là ấy theo Thế Tôn là bắt đầu là ai mà quy y á thì sẽ quỳ trước một vị ấy đó. Yeah. Thì bắt đầu cái mình đọc lên à, con về quy y nơi Phật, người soi đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Yeah. Hay là ấy đó, đây mình con về quy y nơi Pháp,
con về quy y nơi tăng đoàn thể của mà những người tỉnh thức á. Dạ. Thì mình đọc lên mấy ba cái từ đó, ba viên ngọc quý đó, nó cũng có ra trong cái kinh sách, nó cũng có để trong cái đó, mình vẫn đọc được cái đó. Dạ. Thì rồi bắt đầu Thế Tôn mới là 500 vị được mà. Dạ. Rồi sáng ngày chia ra mỗi mà một đoàn vậy là 25 người. Dạ. Họ đi có đoàn á. Và cái này con coi trong đường xưa mây trắng. Dạ. Là đời cuộc đời của Đức Phật khi mà ngài thành đạo ra. Dạ. Rồi xong rồi bắt đầu cái là chia ra mỗi người 25 vị đi. Rồi Đức Phật hồi đó thì ngài có một mình à, nhưng mà cái ông kia quy y Đức Phật, ngài Đại Ca Diết quy y Đức Phật rồi. Rồi 500 vị mà theo ngài Đại Ca Diết á. Dạ. Là quy theo Đức Phật nữa, rồi bắt đầu cái 500 vị đó mới ấy đi. Rồi bắt đầu cái đi ra, rồi bắt đầu cái là đi khất thực á, là cái cử mà mình sáng ngày mình lại nhà của mà thí chủ á. Yeah. Mình đứng im lặng, mình an trú ở đó, mình an trú trong chánh niệm, trong hơi thở của mình á. Yeah. Mình an trú ở trong đó, rồi bắt đầu mình đứng đó không quá 5 phút, rồi thí dụ mà có người bước ra. Yeah. Thì trong 5 phút đó có người bước ra hỏi rằng thí dụ mà dùng cái gì thì mình chỉ mở miệng mình xin đồ, mình xin như vậy, nhưng mình mở miệng là mình có thể mở miệng, nhưng mà người ta thường thường là cô gì ra là họ trong nhà họ đem ra họ cho rồi. Yeah. Họ không có hỏi rằng mình dùng cái gì. Yeah. Họ cho mình thì mình giơ bát lên, mình giơ thẳng tay ra. Yeah. Mình giơ thẳng tay ra rồi bắt đầu mình dùng, xong mình tạ lễ. Yeah. Tạ lễ xong bắt đầu mình ép bát lại. Yeah. Rồi bắt đầu mình mới là họ, thí dụ mà họ hỏi mình thì mình trả lời 5-6 câu. Yeah. Thì mình đi, chứ mà chị... mình không có lợi mà mình trả lời liền, mình không có hỏi. Mình vậy là mình không có chủ động mở miệng trước. Dạ đúng. Yeah. Mình an chú, mình đứng im ở đó để cô chú hỏi mình, chứ mình không có mà lợi. Thí dụ như con nói chú là một người đi học tập đi. Dạ. Chú cầm như thế này, chú lại đó, chú gặp cô chú đang ngồi, chú kêu. Dạ. Thì chú không được. Dạ. Cho nên mình phải đứng im lặng, trừ khi cô chú hỏi thì mình trả lời. Ví dụ như con trong cái trường hợp con ăn chay. Dạ. Thì cô chú hỏi, con đứng im như thế, rồi cô chú hỏi con dùng cái gì, thì con sẽ nói rằng dạ con cắt thịt cho con xin miếng cơm. Dạ. chỉ như thế thôi, hoặc là một miếng nước tương. Trừ khi trường hợp mình bệnh thì mình mở miệng mình xin cơm và canh, cái đó là nằm trong 100 dưới chúng học. Yeah. Trong 100 dưới chúng học á. Yeah. của mà bên giới lực 250 dưới thì theo. Yeah. Còn ở đây thì con chỉ mở miệng là con, tại vì mình dùng chay. Yeah. Mình phải mở miệng như thế, dạ con xin miếng cơm hoặc là một miếng nước tương, chứ mà mình không có mà mở miệng mình xin canh hay là cái đồ ngon thì nó sẽ không có phù hợp với mà cái học tập. Yeah. Của mình, cái đó thì mình không mở miệng được. Yeah. Thì đối với con cái những cái đó con đều giữ cả. Ví dụ mà chú thấy nhiều khi mới sáng con đi khất thực mà con còn giơ cái bát ra nổi, để mà ví dụ như sáng này con giơ cái bát ra đi. Yeah. Là vấn đề đó, cái bát nó còn ít á. Yeah. Mà tới hồi cái bát nhiều quá thì con cũng vẫn ôm lại, con cũng giơ ra không nổi luôn. Yeah. Nếu mà con giơ ra thì cái bát nó rớt, tại vì con đi khất thực một chút xíu rồi nước suối nước đầu á. Yeah. Rồi nước ngọt rồi cô chú cho trong đó đó. Thì con sợ nó nặng quá thì bắt đầu nó nặng thì nó nặng thiệt. Yeah. Thì bắt đầu mình dơ ra như thế này thẳng tay quá thì nó sẽ tuột y hoặc là nó sẽ rớt xuống. Tại cho nên thấy cái bát này nếu mà đầy chắc phải mấy kilô nhưng. Yeah. Mà nước để mình để mấy chai nước hoặc là mình để. Yeah. Cái bịch bánh bự là nó muốn phồng cũng gần rồi. Yeah. Yeah. Thì theo những gì mà sư chia sẻ thì con thấy sư biết cũng khá là nhiều về giới luật. Cái đó là sư con hiểu rất là nhiều. Con coi ở trong, tại vì con nghe trong mà đường xưa mây sáng đó. Yeah. Thì cuộc đời của Đức Phật sau thì hồi đó thì ngài như vậy thì cũng đi khất thực, nhưng mà trong cái hạnh khất thực á, thì trong giới lực á, thì không có mà đề cập đến vấn đề mà mình lại tới nhà như thế nào. Yeah. Nhưng mà con nghe ở trong đó như thế thì con đi như vậy luôn. Cái. Yeah. Đó là cái hạnh của mình. Yeah. cái phẩm hạnh của mình có nghĩa là cái mình hành đó, cũng như là cái hạnh là cái mình hành, còn cái giới là cái mình giữ. Yeah. Cái cũng như ngày chú có nghe lấy chánh pháp mình duy trì chánh hạnh đó. Yeah. Ví dụ mà chánh pháp có nghĩa là mà cái giới lực, còn mà cái chánh pháp với là giới lực và kinh điển. Yeah. Còn mà cái hạnh là những cái mình đi hạnh, cũng như là những cái mình đi đứng nằm ngồi hay là cái này cái kia thì nó dính, nó liên quan đến cái hạnh. Yeah. Quay nghi và tế hạnh đó, như cái hạnh của mình thì mình nó cái hạnh là 13 hạnh đầu đà. Yeah. Cái hạnh nè, như hiện tại giờ 13 hạnh đầu đà là đại sư giữ được còn mấy hạnh nữa, sư giữ tới hạnh thứ mấy à?
cái hạnh 13 đầu đà thì có mà cái trong mà cái uống ngồi á con chưa làm được với mà cái giải mà phấn tảo á, tại chú nhìn cái này chứ không phải giải cái mà phấn tảo đâu. Giải này thì cũng của cô chú người cho miếng á, thì con ráp lại nhưng mà cũng có giải cũ trong đây nữa. Nếu mà đúng cái đó là mình phải nhặt toàn bộ, là mình phải nhặt hết luôn đúng không? Toàn bộ mình phải nhặt hết thì nó mới là một bộ y phấn tảo. Nhưng mà hồi xưa lúc mà đề đà đặt ra đó, đề đà đặt ra nó là yêu cầu là bây giờ mà mỗi vị tỳ kheo phải chặt giải mà mấy y. Thế Tôn mới nói rằng ta phản bác là ta cho mỗi người là chỉ là được mà họ ai muốn nhặt giải thì họ nhặt. Còn ai muốn nhận thì nhận không quá ba y thì vậy đó. Nhưng mà cái hạnh của mình, cái hạnh là cái mình hành đó. Như nói là cái hạnh là cái mình hành thì mình phải là nhặt không có mà không có, chứ mà mình không có mà nhận như thế thì như tính ra là sư chỉ còn là phần là y với ngủ ngồi thôi đúng không sư? Cái ngủ ngồi. Còn mà những cái mà ấy là con đang mà theo mà cái hạnh rồi. Ví dụ như mà không quá 3 đêm trên một chỗ đó thì con cũng đã thực hiện đó. Rồi dùng không quá giờ ngọ thì nó cũng nằm trong giới lực luôn, thì mình cũng đang giữ cái đó. Thì con cũng cảm ơn sư đã chia sẻ những lời của sư rất là hay về nhất là về giới lực. Cái này không phải là những cái lời hay gì. Nhưng mà cái mà con chia sẻ là con nghe ở trong, tại vì con học con phải nghe. Con nghe để con lấy cái đó để mà mình làm cái nền tảng cho mình, cũng y như là mình lấy cái đó để mà mình làm cái bóng đèn rồi cho mình ban đêm khi mà trời tối không thấy đường đi á, thì con lấy cái đó để mà mình soi lối mình đi. Thì con phải nghe chút nữa, con phải nghe như vậy để bắt đầu cái con nghe đặng con biết. Thì con nghe ở trong đó thì ngày xưa Thế Tôn Như Lai là như vậy đó. Như Lai ngày ấy ra rồi ngày mới chỉ lại cho ngày Đại Ca Diết, ngày Đại Ca Diết mới chỉ cho mọi vị tỳ kheo đó đi đến nhà mà cứ an trú trong chánh niệm. Rồi bắt đầu mình có một cái mình lại tới nhà mình đừng có nhìn ngang liếc dọc, mình tập trung hết cái định lực của mình á, mình nhìn vào một cái gì đó, mình nhìn vào đó, mình an trú trong đó, mình hít sâu, mình thở nhẹ, mình an trú trong đó với một niềm hạnh phúc. Chứ mình đừng có lợi tới đó mình nhìn ngó chỗ này, mình liếc qua chỗ kia, mình thấy cái món đồ của người kia đang cầm ngon quá, cái mình nhìn qua kia cái món đồ này, rồi khi mình nhìn tới nhìn lui á thì mình sẽ bị dao động. Và dao động đó là mình phụ thuộc vào sáu mấy cái căn của mình, thập bát giới 18 căn, 6 căn, 6 trần, 6 tức đó. Mình dao động trước cái đó thì mình sẽ nhìn ngang liếc dọc đủ thứ. Ví dụ như cái đó là cái sắc đó. Sắc thanh, ví dụ chú nghe cái thanh có nghĩa là bây giờ chú đang ngồi mà chú nghe ai làm cái đùng cái chú hết hồn, chú xây ra ngoài sau chú coi cái gì liền, đúng không? Cái đúng. Đó là cái thanh. Còn cái sắc, ví dụ chú đang ngồi chú thấy cái gì đẹp đằng trước đó, thì chú sẽ nhìn cái đó nó kéo mình đi. Mà mỗi khi chú nhìn nó rồi thì chú không có làm chủ được mình nữa. Thì cũng y như vậy đó. Thì mình phải làm như thế nào mình an trú, mình có thể làm chủ được mình. Mà mình làm chủ được mình là giây phút nó có thật. Giây phút mình làm chủ mình cũng có thật, và cái mà mình cũng có thật trong giây phút đó. Và cái mà cái người cúng dường cho mình, họ đem đồ đến cho mình đó, thì cái hạnh phúc đó cũng có thật ngay lúc đó đối với mình. Thì mà cái đó con nói là có thật là đối với mình đó. Mình có thật, mình nhận những cái đó là mình thấy nó hạnh phúc như vậy. Mình lấy cái hạnh phúc đó để cho mình nuôi cái sức khỏe của mình đó. Tâm khỏe nó thân ngang, cũng như con lấy cái đó để mà con làm cho cái tâm mình, con nuôi cái tâm mình. Nó y như là, cũng như là con nói chú Nam, con lại tới nhà cô chú, con thấy cô chú sáng ngày đi, con lại tới nhà chú Nam đi, con khắc thực, mà chú Nam nhìn con, chú Nam cười, cái con nhìn chú con cười, là con đã mượn cái sức của chú rồi đó. Mình cũng không được đúng không sư? Không phải, con không phải là không được, nhưng mà cái đó là gọi một cái là con nghĩa là kéo cái lực của chú. Con mượn cái lực của chú để con kéo cho con. Cũng như là con lấy mà cái sự vui vẻ của chú, cái hoạt bát của chú á, con lấy cái sự vui vẻ đó và mà cái mà sự mà chú thấy con đến á, chú mà mến con, chú cúng dường cho con như thế, rồi con thấy chú vui vẻ như vậy đi. Con lại bắt đầu cái con kéo cái đó theo để mà mình tưới cái tâm của mình. Mình tưới cho nó cũng như là con thấy chú vui thì con sẽ vui. Con vui thì bắt đầu thì cái tâm nó khỏe thì thân nó an theo. Cũng như là mình làm cho cái mình mượn cái đó đó
thì cũng như mình mượn cái quan hỷ của người khác để mà mình quan hỷ theo người đó. Ví dụ như thì cũng như đơn giản như thế này đi, cái người kế bên nhà chú mà họ mà bên gia đình họ có đám cưới đám gì đó thì cái ngày đó chắc chắn phải vui rồi. Đúng rồi. Mà không phải là vui một chỗ đó nữa, mà vui là vui nguyên một cái làng đó luôn. Thì vòng vòng cô bác đâu hai chú gì sớm đâu ở sớm nó lại đi đó, thì có thể là vui nguyên cái làng đó luôn. Nhưng mà có hai người làm đám cưới thôi, hạnh phúc hai người nhưng mà có thể làm cho cả cái xóm vui trong một cái ngày. Thì cũng như vậy đó, cái đó là mượn, cái mượn đó thì đối với con nó là như vậy. Con mượn cái mà cái niềm vui của chú để con làm cái niềm vui của mình. Con thấy chú vui để con mượn cái niềm vui đó mình làm cái niềm vui của mình, để mình tưới vô cái tâm của mình cho mình nó khỏe cái đó, cho nó thoải mái, nó hoan hỷ cái đó. Nó hoan hỷ ở đây là không phải là xuôi theo tự ngã, mà tự ngã là nó tồn tại mà nó riêng biệt nó đó. Cái quan hỷ của con ở đây nó là vô ngã, là nó không có nhưng mà nó đã có sẵn nó như vậy rồi. Cái bản chất của nó là một cái quan hỷ. Con thấy hạnh phúc vì người khác được vui, thì cái đó cũng là cái hạnh phúc của con. Thì con cũng cảm ơn sư đã chia sẻ, và con cũng xin cầu chúc cho sư thanh tâm an lạc, và mình quan hỷ cho tất cả. Mình cố gắng tu tập tinh tấn giống như là tất cả cô chú Phật tử đã dành rất là nhiều bình luận đồng hành và ủng hộ sư trong những cái video con chia sẻ. Thì những cái lời bình luận đó thì con sẵn video này con cũng gửi chuyển lời đến cho sư, đó là chúc cho sư an lạc và quan hỷ. Dạ A Di Đà Phật các sư. Dạ.